bão Trà My có khả năng đổi hướng và đi vào Biển Đông. Điện hạt nhân rất quan trọng trong phát triển năng lượng tái tạo. 42 phim Việt Nam tham dự liên quan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7. Thông tin về chủng cúm A H1 BDM làm một người tử vong. Sự lý dụ học sinh đánh hội đồng làm bạn nhập viện ở Bến Tre tuyên án 61 bị cáo trong đường dây mua bán gian bằng chứng chỉ giả. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin 60 giây được phát trên kênh YouTube truyền hình Bến Tre, cập nhật những tin tức quan trọng trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 23 tháng 10, tâm bão Trà My đang áp sát đảo Luzon, Philippines, Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km một giờ, giờ cấp 11, 103 đến 117 km một giờ. Dự báo khoảng trưa đến chiều nay 24 tháng 10, bão đi vào biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 23 tháng 10, tâm bão Trà My đã áp sát đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km một giờ, giờ cấp 11, 103 trên 117 km một giờ, Dự báo khoảng trưa đến chiều nay ngày 24 tháng 10, bão đi vào Biển Đông. Dự báo sau khi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6, cơn độ bão Trà My có khả năng tăng liền 3 cấp, từ cấp 9 lên cấp 12, 118 đến 133 km một giờ, giờ cấp 15, 167 đến 183 km một giờ. Đến chiều tối ngày hôm qua, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã lên phương án ứng phó với bão, lên phương án sơ tán dân nếu bão Trà My mạnh lên và đổ bộ trực tiếp. Cục hàng không yêu cầu hãng bay có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Trà Mi. Trong buổi họp báo thường kỳ quý 3 diễn ra ngày hôm qua, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án luật điện lực sửa đổi. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo luật điện lực sửa đổi là việc chính phủ sẽ độc quyền xây dựng dự án điện hạt nhân. Hiện Bộ Công Thương đang nghiên cứu lại thực tiễn để đánh giá việc có nên triển khai hay không. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế cho thấy với sự phát triển của năng lượng tái tạo, thì vai trò của điện nền, trong đó có điện hạt nhân là rất quan trọng. Việc lựa chọn công nghệ phát triển điện hạt nhân, Bộ Công Thương sẽ lựa chọn công nghệ thế hệ mới đã được áp dụng thực tiễn, mục tiêu nhằm đảm bảo tối đa an toàn, đưa rủi ro về bằng không. Hiện Bộ cũng đang nghiên cứu và thấy có một vài phương án phù hợp. Ngày 23 tháng 10, thông tin từ ban tổ chức cho biết, liên quan phim quốc tế Hà Nội lần thứ bảy sẽ có 42 bộ phim Việt Nam tham gia ở các hạng mục phim dài dự thi, phim ngắn dự thi và phim Việt Nam đương đại với khẩu hiệu điện ảnh sáng tạo cất cánh liên quan phim quốc tế Hà Nội lần thứ bảy do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 11 năm 2024 với chuỗi hoạt động phong phú đặc sắc như chương trình khai mạc, bế mạc, thảm đỏ, giao lưu với khán giả nhằm giới thiệu và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới bên cạnh chương trình phim dài dự thi phim ngắn dự thi và phim việt nam đương đại liên quan còn có chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới chương trình phim tiêu điểm điện ảnh đức và hai hội thảo trong đó hội thảo tiêu điểm điện ảnh đức sẽ chia sẻ góc nhìn chia sẻ về bài học kinh nghiệm sản xuất phim của điện ảnh đức hội thảo phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm dân học đề cập những vấn đề khi chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh, đổi mới tư duy của các nhà làm phim khi khai thác đề tài lịch sử, giải pháp nâng tầm và phát triển các dòng phim kinh nghiệm quốc tế. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sống Thần, Diện Vật lý Địa cầu, Diện Hàng Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tối 23 tháng 10, trận động đất có độ lớn 3,7 xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Cụ thể, trận động đất xảy ra khoảng 20 giờ 11 phút 46 giây ngày 23 tháng 10 tại tọa độ 14,898 độ dĩ Bắc, 108,255 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Con Long xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 5 độ, xảy ra vào trưa 28 tháng 7 năm 2024. Theo diện vật lý địa cầu, các trận động đất tại khu vực tỉnh Con Tâm nói chung và huyện Con Long nói riêng là động đất kích thích do tác động từ các hoạt động của con người, có độ lớn không quá 5 độ. Mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Liên quan đến chủng cúm A H1 Pandemic là một người tử vong tại Bình Định, Hôm qua, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông tin, virus cúm này được phát hiện đầu tiên trong đại dịch cúm năm 2009, nên có tên là Pandemic. Theo Cục Y tế Dự phòng, bệnh cúm mùa do chủng cúm AH1N1, còn gọi là chủng cúm lợn, là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan qua hắt hơi, ho khạc và tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật bị nhiễm virus, sau đó làm lây nhiễm qua đường mũi họng. Bệnh cúm mùa thường diễn biến nhẹ nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạng tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già, trẻ em và phụ nữ có thai. Theo cục y tế dự phòng, hiện đang là thời điểm giao mùa thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, nhất là bệnh cúm mùa. Cục y tế dự phòng lưu ý khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn khám và xử trí kịp thời. Sáng ngày 23 tháng 10, chùa Phổ Quang, ngôi chùa có niên đại hơn 800 tuổi tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, đã bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân vụ quả quạng đang được cơ quan chức năng làm rõ. Quả quạng xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 10 tại chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng đã quy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa rất to, khu vực xảy ra quả quạng có nhiều đồ dễ cháy, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy công an tỉnh phú thọ đã cử lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường sử dụng các thiết bị chuyên dụng để dập lửa sau hơn một giờ đám cháy đã được khống chế hoàn toàn dù cháy không gây thiệt hại về người nhưng chùa chính đã bị hư hỏng nặng hiện các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường thống kê thiệt hại đồng thời điều tra nguyên nhân quả quạng Ngày 23 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cho biết, liên quan vụ việc học sinh của trường Trung học phổ thông An Thới, quyền Mỏ Kỳ Nam tỉnh Bến Tre đánh nhau trong lớp gây xung sao trên mạng xã hội mấy ngày gần đây. Sở đã chỉ đạo trường nắm tình hình, theo dõi diễn biến sự việc và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan. Theo video được lan truyền trên mạng quay lại, trong giờ ra chơi, ba học sinh nam đang học lớp 10 tại trường này, sau đó được xác nhận gồm NTD, NVN và BVT tên viết tắt, đã tham gia đánh bạc cùng lớp là HKD. Trong lúc đang ngồi tại bàn học, nhóm ba bạn nam cùng lớp đi lại gần bàn của HKD để nói chuyện. Sau một hồi trao đổi qua lại, nhóm của NTD, NVN và BVT bất ngờ lao vào đánh theo giáo dục và đào tạo tỉnh Bến Tre, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa em HKD đến bệnh viện khu vực của Long Minh, quyền Mỏ Cày Nam để kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy HKD bị chấn thương phần mềm và được xuất viện vào ngày 18 tháng 10. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời phụ huynh và ba học sinh này đến để yêu cầu phụ huynh phối hợp cùng nhà trường giáo dục và khuyên răn các em. Phụ huynh và ba em học sinh này đã đến thăm em HKD tại nhà riêng. Sau đó, gia đình các bên đã đồng ý quà giải lãnh đạo trường trung học phổ thông an thới cũng cam kết với sở giáo dục và đào tạo tỉnh bến tre phối hợp với các ngành có biện pháp xử lý triệt để những video clip cũng như những thông tin mang tính chất tiêu cực có liên quan đến sự việc trên và ổn định tâm lý cho phụ huynh học sinh trong trường để các em an tâm học tập sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên phạt 61 bị cáo trong đường dây mua bán làm giả hơn 1.000 bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ giả của các trường đại học ở An Giang về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, trong đó 53 bị cáo nhận mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm 3 tháng tù giam. Bị cáo Phan Văn Đức sinh năm 1996, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đối tượng cầm đầu bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. 49 bị cáo khác nhận mức án từ 6 tháng đến 2 năm tù treo, 8 bị cáo khác bị phạt 30 triệu đồng một người nộp vào ngân sách nhà nước. Theo cáo trạng, đầu năm 2018, khi đang học tại trường cao đẳng nghề An Giang, bị cáo Phan Giang Đức, đại diện cho nhóm sinh viên cao đẳng nghề 6 người, mua 6 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B giả của Nguyễn Giang Cường với giá 4,5 triệu đồng để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Sau đó, Đức được Cường trả công 300.000 đồng. Từ đây, Đức phát hiện nhiều sinh viên có nhu cầu mua chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A, B và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Từ đó, Đức nảy sinh ý định nhận làm giả các tài liệu này để hưởng lợi, với mức giá từ 1,5 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng mỗi chứng chỉ, tùy thuộc vào loại và yêu cầu của người mua, từ năm 2018 đến tháng 3 năm 2023, Đức cùng với 60 người khác đã làm 1 ba tài liệu giả của trường đại học Cần Thơ. Tất cả đều được làm giả dưới tên các trường đại học lớn, với dấu mộc và thông tin giống như thật, khiến người mua khó có thể phát hiện ra mình đang sử dụng chứng chỉ giả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.